Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể với chị nha. Chào mừng toàn thể chị quay trở lại kênh Thiên Định TV. Bây giờ đang là 5 giờ 15 phút buổi chiều tối rồi chị ạ. Ngày thứ tư ngày mùng 6 tháng 11 năm 2024. Thiên Định vừa mới dần khách tại Vinomotion Park 1 xong. Thì bây giờ Thiên Định muốn chia sẻ với chị chúng ta một số các cái thông tin về thị trường, cũng như là thông tin về một số các cái thông tin như hôm nay là cũng là thông tin là bầu cử tổng thống Mỹ là hôm nay là bác Trump là lên làm tổng thống rồi đúng không ạ? Thì Thiên Định cũng từ đây Thiên Định muốn chia sẻ với chúng ta một số cái quan điểm cá nhân về thị trường cũng như là về xu hướng một số các kênh đầu tư để với chúng ta cùng nhau gọi là theo cái kiểu như là ý kiến thảo luận cũng như là chia sẻ của Thiên Định nhau chị nhá. Thì đối với thị trường tại Vinhome thì thực ra là Thiên Định phải chia sẻ video trước Thiên Định đã nói rồi. Đợt này thì khách hàng quan tâm về những cái sản phẩm chuyển nhượng tương đối nhiều, đặc biệt là những cái sản phẩm ví dụ như là đối với dưới Vinhome Ocean Park 2, Ocean Park 3 thì cái lượng khách hàng quan tâm với cái dòng biệt thự liền kề loanh quanh đâu đó tầm khoảng 7 8 tỷ thì tương đối nhiều và giao dịch cũng nhiều. Ocean Park 1 thì như ngày hôm nay chị nhá, ngày hôm nay là ngày thứ tư, Thiên Định sáng giờ Thiên Định cũng dẫn hai khách đi xem rồi đấy, sáng cũng dẫn một khách, chiều thì cũng dẫn một khách đi xem. Sáng là Thiên Định quay cũng là tính quay video chia sẻ rồi đấy, nhưng mà đang quay thì khách gọi đi xem thế là cuối cùng là không quay được. Để buổi chiều thì bây giờ Thiên Định mới có thời gian, Thiên Định chia sẻ những cái thông tin về dự án cũng như là thị trường cho chị xem và được biết. Thực ra là cái lượng căn bây giờ, cái lượng căn mà bán ra tại Vinomotion Park 1 thì nó không nhiều, nó tương đối ít, đặc biệt là phân khu Ngọc Trai thì càng ngày càng khan hiếm. Những cái căn mà căn to như bên trong Ngọc Trai đảo lớn, những cái căn đơn lập, những cái căn góc đã có giao dịch rồi, có những cái giao dịch lên đến cả hơn 90 tỷ, 95 96 tỷ đúng không ạ? Có những căn gọi là giao dịch ở mức tầm 60 61 tỷ, hay là những cái căn song lập bên ngoài như ở Sao Biển này đấy, đúng đã dịch ở mức tầm khoảng 28 29 tỷ, hay là ở kể cả san hô những cái căn 135 mét đã giao dịch ở mức tầm khoảng 25 26 tỷ. Đấy, cái việc giao dịch bây giờ là hầu như là cái số lượng căn bây giờ không nhiều nữa. Mà bây giờ cái lượng hàng bán ra thì Thiên Định phải nói thật là càng ngày càng khan hiếm. Cho nên là chúng ta mua được trong thời gian này là cực kỳ tốt luôn rồi chị ạ. Những ai mà mua được từ Tết đến thời điểm vừa rồi là đã cực kỳ hợp lý rồi. Thì đối với cái thị trường bất động sản nói chung thì thực ra là Thiên Định đánh giá là đối với thế giới thì Định không nói nha, thế của chị nha, thế giới thì rất nhiều bất ổn đấy, nó có thể đào chèn, nó có thể xuống, nó sẽ chững, nó khó khăn về kinh tế. Nhưng mà riêng Việt Nam của chúng ta là một cái đất nước mà hiện tại là đang là một cái đất nước gọi là phải nói là về quan hệ ngoại giao rất là tốt đúng không ạ, một đất nước trung lập, và đặc biệt là hiện tại thì tổng thống Trump đã lên rồi thì cái việc mà chúng ta những cái gọi là xung đột ở ngoài Biển Đông thì chắc chắn nó sẽ không có nữa, chắc chắn luôn là bây giờ là hầu như là bên 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 Trung Quốc người ta cũng không có không không dám gọi là hăm he hay dọa hay là ảnh hưởng đến những cái gì nó nghiêm trọng quá thì chắc chắn nó cũng sẽ không còn nữa đúng không ạ. Bây giờ thì thực ra là bây giờ thì Thiên Định đang thấy được rằng là Việt Nam của chúng ta là một cái đất nước mà đang có những cái bước chuyển mình, cũng như trong tương lai là một trong những cái mà đất nước Thiên Định phải chia sẻ thật luôn, nó là cường quốc đấy, nó là gọi là nó là xứng tầm luôn cô chị ạ, nó sẽ vươn lên gọi là một gọi là vươn lên một cách mạnh mẽ luôn cô chị ạ. Tại vì sao là sắp tới nó có rất nhiều những cái xung đột xảy ra cô chị ạ, rồi kể cả tình hình lạm phát nó sẽ cực kỳ khủng khiếp luôn trong thời gian tới. Thì Định đang thấy được là càng ngày càng càng lạm phát đúng không ạ. Ông Trump ông lên thì chúng ta phải hiểu được một điều rằng là nó cũng sẽ làm cho, thứ nhất là làm cho chiến tranh nó dịu đi đúng không ạ, nó dịu đi thôi. Còn hiện tại thì chúng ta như sức cái xu thế trong ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là giá vàng thì là giảm này, Bitcoin thì là tăng này, là như video trước thì Thiên Định đã chia sẻ rồi. Nhưng mà Thiên Định đã nói rồi, tất cả xu hướng tăng và giảm ví dụ trong ngày hôm nay hoặc là từ hôm nay đến đến cái hôm nhậm chức hoặc là như nào đấy của Tổng thống Trump đấy thì nó cũng chỉ là cái gọi là giảm hoặc là tăng trong ngắn hạn thôi nha chị nhá. Giống như vàng cũng vậy, vàng thì mọi người đều nghĩ là khi mà ông Trump lên thì về cái chiến tranh nó sẽ ổn định trở lại này, không còn đánh nhau nhiều nữa này, thì nó sẽ làm cho giá vàng nó giảm giá đúng không ạ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng là cái cốt yếu của cái làm cho cái giá vàng nó tăng nó chính là lạm phát nó là làm chủ yếu làm cho giá vàng tăng.
Còn cái việc gọi là chiến tranh thì nó cũng chỉ là một phần thôi chị nhá. Chiến tranh nó chỉ là một phần thôi. Quan trọng nhất là bây giờ chúng ta thấy được rằng là hầu như là cái dòng tiền gọi là các cái chính phủ dòng tiền bơm ra rất là nhiều, đặc biệt là chính phủ Mỹ này bây giờ là chúng ta có thể thấy là nợ công gọi là quá là khủng khiếp đúng không ạ? Đấy. Mà chúng ta cũng có thể thấy được rằng là bây giờ tình hình như này này, sắp tới thì với cái tình hình như thế này thì chưa chắc Fed là có thể giảm lãi suất được đâu, mà khả năng Fed có thể là dừng hoặc có thể là còn tăng lãi suất nữa cơ. Đấy, thì định đang thấy gọi là có khả năng là không giảm được. Tại vì với cái xu thế như này sắp tới như chị nhá, ông Trump ông gọi là chúng ta có thể thấy được rằng là ông sẽ áp thuế quan cho rất nhiều các cái quốc gia mà gọi là khi mà đặc biệt là Trung Quốc. Trung Quốc là một cái đất nước mà xuất khẩu vào Mỹ rất là lớn, thì chắc chắn là có thể đánh thuế lên đến từ gọi là bao nhiêu 40-60%. Chúng ta vẫn có thể thấy được rằng là cái gọi là những cái mặt hàng mà được đánh thuế càng lớn thì nó sẽ làm cho cái giá trị nó tăng, thì lạm phát đồng tiền nó càng nhiều, lạm phát càng nhiều thì cái đặc biệt là chắc chắn cái giá vàng trong tương lai nó sẽ tăng rất là nhiều, chắc chắn luôn rồi chị ạ. Cho nên ai mà đang giữ vàng chúng ta, hoặc là bây giờ thì mình cũng khuyến cáo là hiện tại là cái giá Bitcoin nó đang tăng rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được một điều như này này, khi mà có, tại vì sao cái đặc biệt là về những cái kênh đầu tư thì tất cả nó đều là có những cái bàn tay cá mập đứng sau hết, kể cả như Bitcoin hay chứng khoán nó đều có hết, còn chị nhá, thâu tóm hết. Thì chúng ta phải hiểu được rằng là đây nó chỉ là cái mồi nhữ thôi. Chúng ta phải hiểu được là trong cái xu thế dài thì chưa biết được, trong xu thế dài thì chưa biết được, nhưng mà mới đầu tiên nó sẽ là cái mồi nhử cho chúng ta cắn câu, xong nó dập đi dập lại. Cho nên là chúng ta có lại rất nhiều người như thời gian vừa rồi đôi khi lại là bán vàng xong lại lao tiền vào Bitcoin. Đấy, thì nó cực kỳ nguy hiểm. Nếu chúng ta bán vàng chúng ta đầu tư bất động sản thì còn được chị nhá. Đấy, chúng ta bán vàng chúng ta đầu tư vào bất động sản thì nó còn được. Tại vì sao, là nếu như mà đối với một cái gọi là cái vị thế như Việt Nam của chúng ta đây, thì riêng về bất động sản thì định nói là trong tương lai nó sẽ có cái tiềm năng rất là lớn. Đấy, đặc biệt là những cái dòng sản phẩm bất động sản nó phân khúc cao cấp như những cái sản phẩm của Vinhome, và đặc biệt là thấp tầng của chị nhá. Chung cư thì mình cũng nói, chung cư thì bây giờ quá nhiều rồi. Chung cư như bây giờ thì như vừa rồi chúng ta có thể thấy được rất nhiều sản phẩm mà chủ đầu tư đang bán, nào là có Masterline, thì có là bên khu Mastery Wonderful này, rồi có sắp tới là đang bán là The Lake này. Đấy, rồi của chủ đầu tư thì có London này, rồi có Paris này, đúng không ạ? Rồi có bên Capital Land thì có tầng Scenic này. Đấy, rồi lại bên Cổ Loa nữa này. Đấy, chung cư rất là nhiều, mà cái gọi là nó không có cái sự khan hiếm, phải nói thật là nó không có sự khan hiếm. Mà chúng ta phải hiểu được một điều, bán một cách đồng loạt như vậy thì đến một cái khoảng thời gian nào đấy nó chỉ có cái việc gọi là hết ân hạn, mà khi đấy thì cái giá thứ nhất là dù nó cho nó không tăng thì nó cũng sẽ bị chứng, một triệu bị chứng một cái thời gian. Đấy, cho nên là khi chúng ta đầu tư hay lựa chọn một cái sản phẩm nào đi chăng nữa, chúng ta phải tìm hiểu cũng như cân đối thật kỹ càng nha chị nhá. Đấy, có rất nhiều người chị chúng ta, hay là có rất nhiều, đặc biệt là những bạn trẻ hãy luôn luôn có cái gọi là cái tư tưởng là chụp giật và làm giàu nhanh. Thì Thiên Định phải chia sẻ thật luôn là cái gì nó nhanh nó cũng không tốt đâu chị ạ. Cái gì nó nhanh nó không tốt, quan trọng là chúng ta phải bền. Đấy, quan trọng là nó phải bền. Khi đầu tư thì ai mà có cái tư tưởng mà cứ muốn làm nhanh, hay là có cứ gọi là đầu tư mà kiếm tiền tham lam mà cứ lao theo là kiểu gì cũng chết, dù có kiếm được đi chăng nữa, nhưng mà sau những cái thương vụ đấy, sau những cái thương vụ đầu tư đấy lại gọi là giống như là tất tay, lại muốn ăn cả ngã về không, cái kiểu vậy là cực kỳ gọi là nguy hiểm luôn các chị ạ. Cho nên là trong cái việc đầu tư ấy, đặc biệt là những khách hàng nhiều tiền và những khách hàng có tầm tài chính lớn ấy, cái việc yếu tố an toàn là cực kỳ quan trọng nha chị nhá. Thì định nhắc lại video nào thì định nhắc để cô chúng ta nhớ được là an toàn. Đấy, cái gì không, người ta bảo là không có cái gọi là cái gì là miễn phí cả cô chị ạ. Không có cái gì mà dễ dàng, không có cái gì gọi là giống như là cái bánh phô mai không bao giờ có gọi là có sẵn trong cái bệ, gọi là cái kiểu như chỉ có sẵn trong cái bệ chuột thôi. Đấy, cho nên là tất cả những cái bánh vẻ, tất cả những cái mà lợi nhuận lớn, tất cả những cái mà giả lãi cao, tất cả những cái mà chúng ta gọi là rủi ro lớn, nó đều đưa đến nguy cơ chúng ta mất tiền rất là nhanh. Đấy, cho nên chúng ta phải hiểu được một điều là chúng ta phải bền, phải nhẹ nhàng, phải đầu tư, và quan trọng nhất là chúng ta phải luôn luôn theo một cái xu hướng dài. Đấy, khi đầu tư chúng ta nên nhìn nhận một cách là theo một xu hướng dài và theo một cái chu kỳ dài hạn, đừng bao giờ theo cái kiểu lướt sóng anh chị ạ.
kể cả như gọi là những khách hàng, kể cả như là về bất động sản này, hay là về những sản phẩm về chứng khoán, hay là về gọi là các cái trader liên quan đến crypto ấy, thực ra là đôi khi họ kiếm tiền cả trong một năm nhưng mà đôi khi họ chỉ mất trong một giờ thôi. Đấy, chúng ta phải hiểu được một điều rằng là không bằng những người gọi là người ta để lâu. Cho nên chúng ta phải hiểu được một điều là chúng ta phải phải đầm vốn, phải để lâu, phải gọi là đôi khi ấy chúng ta hãy cảm giác rằng cái kênh đầu tư đấy chúng ta chỉ là đầu tư cho vui thôi, để đấy thôi, không quan tâm đến đấy, nhưng mà nó là cái kênh đầu tư chính, nó sinh lời chính đấy. Đôi khi có những người người ta bỏ quên đi cái đấy, có tại sao mà có những người gọi là người ta mua Bitcoin hay là mua cái gì đấy người ta bỏ quên đi trong khoảng bao nhiêu năm đấy, là người ta có sinh lời lợi nhuận rất là cao, nhưng tại vì người ta không để ý tới. Chứ còn đa số là chúng ta theo cái tư tưởng đôi khi là giống như những khách hàng tại Vinhome Ocean Park 1 có Thiên Định đây. Có những thời điểm năm 2018 đúng không ạ? Mua vào với mức giá tầm 10 tỷ một căn xong lập đi, tầm khoảng đến 15 tỷ là đã sẵn sốt là bán rất là nhiều rồi. Lên đến tầm 20 tỷ là hầu như đã gọi là hầu như những ai đầu tư là hầu như không bao giờ cầm được hàng nữa rồi. Đấy, chỉ những người nào mua sử dụng để ở, những người mua sử dụng xác định gọi là lâu dài để cho con cái thì đến nó tăng lên được tầm khoảng 20 tỷ mới còn thôi. Còn đâu là hầu như bán hết. Thì đến thời điểm này cái những cái người mà giữ được từ thời điểm đầu tiên đến thời điểm đỉnh, cái thời điểm đỉnh của sóng thì hầu như cực kỳ ít, đếm trên đầu ngón tay luôn chị ạ, số lượng không nhiều đấy. Cũng có những người bán đi xong lại cuối cùng lại mua lại với mức giá cao đấy. Cho nên cái việc mà chúng ta phải xác định là lâu dài, kể cả đầu tư vàng hay đầu tư bất động sản cũng thế, hay là kể cả chúng ta đầu tư Bitcoin hay kiểu crypto cũng thế con chị nhá, hay chứng khoán cũng vậy. Hãy xác định cho mình một cái chu kỳ thật dài đấy, dài đủ một cái chu kỳ của một cái sóng của cái kênh đầu tư đấy. Ví dụ như là Bitcoin là 4 năm đúng không ạ, Coin là 4 năm, gọi là bất động sản thì là 10 năm đúng không ạ, bất động sản thì chứng khoán thì theo sau bất động sản từ tầm 6 tháng đến 1 năm đấy. Thì từ những cái đấy thì chúng ta có những cái đường hướng để chúng ta có những cái nó phân bổ vốn, rồi chúng ta làm sao để cho cái tâm lý đầu tư của chúng ta phải vững vàng đấy, tâm lý vững vàng, an toàn trong mọi thị trường thì như thế nó mới khỏe được của chị ạ. Đấy, cho nên là Thiên Định thấy được rằng là như vừa rồi ấy, thực ra Thiên Định biết được là những người mà đang sở hữu cho mình những sản phẩm tại Vinhome ấy, cái số lượng mà đầu tư những cái kênh tài chính bên ngoài ví dụ như là Bitcoin ấy thì cực kỳ ít, chủ yếu là có thể là đầu tư chứng khoán là nhiều. Đấy, nhưng mà hầu như chúng ta phải hiểu được một điều rằng là tất cả mọi người khi mà chúng ta có tiền ấy thì cái nhu cầu kiếm tiền, rồi nhu cầu tìm tòi, rồi nhu cầu kiểu như là những người khác mời chào thế này thế kia thì chúng ta phải nên cân nhắc cạch ngay. Khi mà chúng ta đã không đủ gọi là không đủ kiến thức về một cái kênh tài chính nào đấy mà nó mới mà luôn luôn đặt với cái mức lợi nhuận cao nào là thế này thế kia là chúng ta cạch ngay, không bao giờ liên quan luôn đâu chị nhá. Đấy, Thiên Định gọi là Thiên Định khuyên cô chị chúng ta luôn đấy. Đấy, đừng có thấy bảo là thằng Bitcoin này nó vào là ngon, rồi mua thế này là ngon, thế này thế kia, đầu tư thế này là ngon. Cạch ngay, đang đầu tư cái nào ấy, trung thành với cái đấy luôn. Đấy, ví dụ chúng ta đang đầu tư bất động sản mà ngon, trung thành với bất động sản. Đang đầu tư chứng khoán mà ngon, trung thành với chứng khoán. Đang đầu tư vàng mà ngon, trung thành với vàng. Đấy, hoặc là chúng ta có thể là chia nhỏ đi, nhưng mà chúng ta phải lựa chọn nó phải hợp lý và chúng ta phải tìm hiểu thật sâu. Đấy, chứ chúng ta Thiên Định chia sẻ với chúng ta một điều rằng là có những khách hàng đang đầu tư chứng khoán rất là ngon, lao vào bất động sản chưa kịp tìm hiểu gì lại lao vào bất động sản xong là tự nhiên là đu đỉnh là chết, hay là những người đang đầu tư bất động sản rất ngon tự nhiên là thấy Bitcoin là ôi cái thằng bạn hôm nay nó lời được mấy chục phần trăm, nó bỏ vào 1 tỷ, ngày mai nó có 1.2 tỷ, ôi thấy sướng quá, rồi cuối cùng là sao ạ, bán bất động sản đi đầu tư vào Bitcoin, thế là chết. Hay là cũng giống như ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được là giá vàng đang giảm, trong cái xu thế chúng ta thấy giá vàng đang giảm, rồi Bitcoin đang tăng, Tổng thống Trump lên thì là ông Trump là ông là ủng hộ Bitcoin, khả năng sắp tới là giá coin sẽ tăng vọt, thì thôi chúng ta sẽ bán vàng để chúng ta đầu tư coin, thấy thằng coin tiềm năng hơn, như thế là chết, cực kỳ nguy hiểm luôn, không đứng núi này trông núi nọ, và chúng ta phải vững tâm trong cái việc đầu tư. Đấy, chúng ta đã chắc chắn, đã vững tin và đã có kinh nghiệm trong cái kênh đầu tư của mình ở kênh nào rồi thì chúng ta hãy nên trung thành với kênh đấy, đừng có đứng núi này trông núi nọ rồi rút tiền này từ kênh này vứt sang kênh kia là chết là mất luôn đấy. Cho nên đây cũng là một trong những cái mà Thiên Định muốn chia sẻ với chúng ta. Thực ra ấy, đối với cái việc đầu tư bất động sản nó là an toàn nhất rồi, thực ra Thiên Định chia sẻ thật, trừ về cái tính pháp lý mà chúng ta không tìm hiểu ra ấy,
nếu như chúng ta mà không tìm hiểu mà đôi khi mà về pháp lý mà thế này thế kia là đất, nhưng mà đối với những cái sản phẩm bất động sản dự án thì chúng ta không lo nữa rồi, không lo về pháp lý rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ có mua và chờ nó tăng thôi, mua và cho nó thời gian thôi, đúng không ạ? Còn đối với những cái sản phẩm như đầu tư khác thì Thiên Định chia sẻ thật luôn, khi chúng ta mà đã không rõ ràng rồi, đúng không ạ, chúng ta chưa tìm hiểu kỹ rồi thì chúng ta không nên đầu tư vào bất kỳ một cái kênh đầu tư nào khác, các anh chị ạ. Riêng về bất động sản và vàng và bất động sản là hai kênh đầu tư Thiên Định phải chia sẻ thật là cực kỳ an toàn trong thời gian này, các anh chị nhá. Tại vì thực ra chúng ta phải hiểu được một điều như này này, như vừa rồi á, như ngày hôm nay nhá, thì là cái cuộc bầu cử hôm nay nó coi như là đã xong rồi. Bác Trump là đã lên làm gọi là hầu như 100% là lên làm tổng thống rồi đấy, không có cái gì sai khác cả. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được một điều là đôi khi ấy, ví dụ như nó rất nhiều các cái bất khả kháng xảy ra, mà đôi khi đùng một phát ngày mai là thông tin lại có ám sát thế này thế kia, nó lại nhiều vấn đề lắm anh chị ạ. Nó nhiều vấn đề lắm, đúng không ạ? Không chỉ cái đấy là Thiên Định nói ra cho có, mà chúng ta đã thấy được rằng là trong như cái đợt vừa rồi là đã hai lần ám sát hụt còn gì, đúng không ạ? Đấy, thì nó cũng không thể nói lên điều gì cả. Cho nên là cái thế giới bây giờ ấy, thế giới dù ai lên đi chăng nữa nha chị nhá, chắc chắn là sẽ thế giới vẫn còn rất là bất ổn. Đấy, thế giới là rất là bất ổn, và đặc biệt là như Mỹ thì là nợ công rất là nhiều, và chắc chắn là như Fed thì chắc chắn là trong thời gian tới khả năng là sẽ khó có thể kiềm chế được cái tình trạng lạm phát, rồi làm cho lạm phát nó càng ngày càng tăng. Rồi kể cả chúng ta có thể thấy được rằng là như nào, như chính xác như kể cả Việt Nam của chúng ta, nên Bắc Trump mà lên thì chúng ta cũng sẽ khó khăn hơn, tại vì Việt Nam của chúng ta cũng là một cái đất nước mà xuất khẩu sang Mỹ tương đối lớn, đúng không ạ? Thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ bị áp thuế quan, nhưng mà chắc chắn rằng là cái thuế của chúng ta nó sẽ không cao, đúng không ạ? Không cao bằng như Trung Quốc. Đấy, ông Trung Quốc thì ông chắc chắn ông sẽ chịu cái mức thuế cao hơn. Thì đây cũng là một trong những cái yếu tố mà sắp tới nhá. Ví dụ như các cái doanh nghiệp của Trung Quốc, người ta sẽ tìm cách người ta đưa hàng sang Việt Nam này, từ Việt Nam người ta lại xuất khẩu sang Mỹ này, cái kiểu vậy. Thì Việt Nam của chúng ta, Thiên Định đang ví dụ chỉ là Trung Quốc thôi nhá. Còn Thiên Định ví dụ như là trong tương lai Việt Nam sẽ là đất nước kiểu như vậy. Việt Nam sẽ là đất nước mà ở giữa trung lập. Đấy, Việt Nam sẽ là một đất nước có nền chính trị ổn định, thì chắc chắn rằng về bất động sản nó sẽ có cái sự gia tăng giá trị, các chị nhá. Đấy, cho nên là chúng ta hãy cải sở hữu sớm là tốt. Đấy, thì Thiên Định thấy nó cực kỳ tiềm năng. Nhưng mà chúng ta phải lựa chọn cho mình những cái sản phẩm nó phải hợp lý, đúng không ạ? Đừng có gọi là nghe theo người này, nghe theo người kia, hay là thấy người này cứ lao theo mua thế này thế kia, chúng ta mua vào là sai lầm. Phải có những cái phân tích rõ ràng, các chị ạ. Nên đầu tư sản phẩm nào, nên lựa chọn cho mình những cái thằng nào hợp lý. Tài chính của mình bây giờ, ví dụ chúng ta có 5 tỷ, hay chúng ta có 10 tỷ, hay chúng ta có 20 tỷ, thì chúng ta đầu tư cái gì? Đấy, chúng ta đầu tư căn nào, căn này hay căn này, dùng bao nhiêu, tầm tiền như thế nào, chúng ta phải có những cái đường hướng rõ ràng, và luôn luôn cũng phải có bước tiến bước lùi cho mình, giữ cho mình gọi là ví dụ như là không bao giờ tất tay. Đấy, Thiên Định có 4 cái chú ý, 4 hay 5 cái chú ý Thiên Định đã nêu ra rồi đấy. Đấy, những cái chú ý đấy là những cái ý cực kỳ quan trọng mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc đầu tư của chúng ta đấy. Cho nên chúng ta hãy cân nhắc và lựa chọn cho mình những cái phương án hợp lý. Còn riêng thời điểm này, chị nhá, Thiên Định khuyên là chúng ta đang đứng ở đâu, đang đầu tư thằng nào thì nên giữ thằng đấy, đặc biệt là vàng. Hiện tại là giá vàng đang xuống này, có những khách hàng vừa rồi đã gọi Thiên Định, có những khách hàng vừa rồi là trước đấy là gọi cho Thiên Định là mua vàng thì bảo với Thiên Định là có nên mua hay là như nào đấy, thì Thiên Định cũng đã khuyên rồi đấy. Nhưng mà thời điểm này là cái giá vàng nó đang xuống, thì vừa rồi cũng có khách hàng cũng gọi cho Thiên Định bảo là hiện tại tình hình như thế này thì liệu giá vàng có xuống không, thì Thiên Định chia sẻ thật luôn là Thiên Định không thể nói trước được điều gì cả. Nhưng mà cá nhân của Thiên Định đánh giá là trong tương lai với cái tình hình như thế này, các chị nhá, tình hình như thế này, tình trạng lạm phát sắp tới còn nhiều hơn nữa, dù gọi là chiến tranh nó có được gọi là được giảm đi, tựa như là chiến tranh giữa Ukraine và Nga thì sắp tới khả năng nó kiểu như sẽ dừng chiến này, hoặc là nó sẽ gọi là không còn một cái khốc liệt nữa này đấy, đúng không ạ? Hay là những cái xung đột như xung đột ở Biển Đông của chúng ta này thì cũng giảm bớt đi này, hay là xung đột giữa Hàn Quốc với Triều Tiên này nó cũng giảm bớt đi này, đúng không ạ? Thì chắc chắn là nó cũng sẽ không còn những cái gọi là xung đột quá lớn nữa, thì chúng ta phải hiểu được một điều rằng là cái giá vàng hay là cái tình trạng cái yếu tố chiến tranh nó không phải là quyết định tất cả cho cái giá vàng, mà cái quyết định tất cả ở đây là cái tình trạng lạm phát, của anh chị ạ. Lạm phát, đồng tiền nó càng ngày càng mất giá, của anh chị nhá. Đồng tiền càng ngày càng mất giá thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta có thể thấy được rằng là
gọi là đất nước nào đúng không ạ? Cái đất nước nào như đợt vừa rồi là cũng gọi là tích trữ vàng đúng không ạ? Không riêng gì những gọi là đất nước gọi là như gọi là Trung Quốc này, Mỹ này, Pháp này, Anh này đúng không ạ? Thì chúng ta phải hiểu được một điều rằng là nó phải có cái gì đấy chứ. Hay là chúng ta có thể thấy được là trong thời gian tới nhá, cái tình hình khủng hoảng nó sẽ gọi là có thể là nó sẽ lan rộng. Đấy, cái tình hình khủng hoảng nó có thể là lan rộng. Như tại sao vừa rồi chúng ta có thể thấy được là tại sao mà Warren Buffett là vừa mới bán gọi là bán cổ phiếu gọi là bây giờ đang giữ tiền mặt đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy được rằng là khả năng là sắp tới ông sẽ đầu tư vào cái kênh gì đấy. Đấy, nhưng mà chúng ta phải hiểu được là cái điều đấy nó chứng tỏ là sắp tới nó sẽ có một cái cuộc khủng hoảng, hoặc là nó sẽ liên quan đến những cái yếu tố gọi là liên quan tới gọi là nói chung là chính trị, khả năng nó cũng sẽ liên quan rất là lớn. Cho nên chúng ta cũng sẽ Thiên Định thì Thiên Định bây giờ Thiên Định mình là cái người phán đoán thôi, nhưng mà đến thời điểm này thì mình cũng chỉ nói được những cái gọi là nó chung chung như vậy thôi, chứ còn để mà nó rõ ràng ra thì chắc chắn một điều rằng là nó còn nhiều yếu tố lắm đúng không ạ? Cho nên là ok, như hôm nay là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã diễn ra rồi đúng không ạ? Chúc mừng tổng thống Donald Trump, nhưng mà chúng ta phải hiểu được ông Trump ông thua đúng không ạ? Theo Thiên Định, quan điểm Thiên Định, ông Trump ông thua thì ông nhẹ nhàng ông về ông thế này thế kia, nhưng mà ông Trump ông lên thì đôi khi nó lại sẽ là nguy hiểm đấy, không phải đơn giản đâu chị ạ. Nó sẽ là đôi khi nó lại sẽ là nguy hiểm cho ông Trump đấy. Đấy, nhưng mà thực ra ông mà thua thì cũng bị nguy hiểm, nhưng mà chưa đến mức phải nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà ông mà thắng thì là rất là nguy hiểm đấy. Đấy, đấy là cái mà mình đánh giá cá nhân thôi. Tại vì sao là gọi là bây giờ chắc chắn là ông khi ông đã lên ông làm tổng thống thì tất cả những cái việc mà được bảo vệ này, kiểu như là theo gọi là tất cả những cái yếu tố mà bảo vệ nó sẽ giống như một cái gọi là một cái người gọi là đứng đầu của nước Mỹ rồi đúng không ạ? Nó sẽ cực kỳ an toàn rồi, nhưng mà chúng ta cũng không thể biết trước được, tất cả nó đều có những cái gọi là kiểu như là giống như là những cái thế lực ngầm rồi, những cái nói chung là đấy. Thiên Định chỉ ấy như vậy thôi. Ok, xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video. Nếu anh chị ta quan tâm đến những sản phẩm bất động sản thấp tầng tại Vinomotion Bắc 1, Vinomotion Bắc 2 và Vinomotion Bắc 3 thì hãy liên hệ trực tiếp với Định qua số điện thoại là 0933313931 của anh chị nhá. Hiện tại thì là đấy, Thiên Định đang có những cái sản phẩm đầu tư cực kỳ hợp lý tại Vinomotion Bắc 1, kể cả đơn lập trong Ngọc Trai, song lập ở Hải Âu, song lập mà liền kề ở Sao Biển. Có những sản phẩm bây giờ đang cực kỳ hợp lý để chúng ta đầu tư của chị nhá. Đấy. Thì ok, Thiên Định xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chị trong những video tiếp theo. Thiên Định xin chào.